Thưa bác sĩ, tại sao con của chúng tôi hôn mê đã 20 năm rồi, tự dưng hôm nay đột ngột tỉnh lại thế? Liệu đây có phải là phép màu không? À thì thực ra hôm qua có một y tá nào đó đã vô tình mở một video của GPI lên và thế là... Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock GPI, anh em có tin vào phép màu hay không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một phép màu để tạo nên một tài khoản OpenField bá đạo bằng cách review một tài khoản chuyên OpenField với các đạo quân vô cùng mạnh mẽ. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Tài khoản này đến từ Vương quốc 2975 với cái tên là Linh Hồng. Với cấu trúc tên như thế này thì khả năng cao vị huynh đài này tên là Linh, còn phu nhân của anh ấy tên là Hồng. Anh em F2 thì đúng là không được tha ngày nào cả. Người ta có đôi cặp, tại sao tôi vẫn đưa cô một mình? Về thông tin chung của tài khoản thì tài khoản này đang có sức mạnh là 160 triệu và gần 19 tỷ điểm tiêu diệt. Đã thắng 21/32 lần Osiris và mở được 2 lần hồng đồ. Thông tin thêm thì tài khoản này có sức mạnh tối đa là 202 triệu ở thời kỳ đỉnh cao. Lính hy sinh ở con số lên đến là 69 triệu 600 nghìn quân. Con số này thì chắc là mấy cặp đôi thích lắm. Ý mình là nó liên quan đến tài lộc ấy. Ở ngoài màn hình thì bot còn rất ít tài nguyên, game thì còn 48.000, đơn giản thôi. Vì KVK cũng xong rồi, chuẩn bị về mắc thường trồng rau nuôi cá thôi. Bên cạnh đó thì còn 94.000 xu một giải, 1 xu trinh phạt, điểm VIP rất nhiều. Bấy nhiêu đây là đủ để áp VIP 19 rồi. Tài nguyên ở dưới thì còn tương đối, tiêu biểu là 38 dương pha lê để bot khởi đầu mùa KVK mới một cách bùng nổ. Tăng tốc thì bot còn 4 năm tính cả tăng tốc chung, tăng tốc huấn luyện và tăng tốc chữa lành. Mục tăng mạnh thì còn rất ít item phục vụ cho chiến tranh. Mấy cái này thì có thể mua một game được, anh em yên tâm. Trang bị thì cũng khá đồ sộ, tí nữa mình xem ở mục chỉ huy cho nó trực quan. Cơ mà đống này nhìn hứa hẹn lắm anh em ạ. Vũ trang thì bốc còn dư một đá tẩy luyện, ở dưới thì còn một mớ vũ trang xịn xò con bỏ cười nữa. Tí mình sâu hết một thể anh em nhá. Mục khác thì bốc đang dư 3 cái vé 5 đô, 70 xu lung linh. Điểm hành động hơi ít, không biết là có đủ để bốc kéo man hay không. Hộ chiếu thì còn 29 cái và tượng vàng là 90. Về chủ đề thành phố, tiên phong là Diệp Phi, một cái nhà đua top danh dự ở KVK 3 và sau đó là siêu ập ở KVK trinh phạt. Tiếp theo là nhà Tokapi tăng phòng thủ cung thủ, nhà này cái giá bằng xu trinh phạt khá đắt đỏ. Sau đó là con đường đăng cơ tăng tấn công kỵ binh, sau nữa là pháo đài trên đảo tăng thiệt hại kỹ năng. Đây là anh em ruột thừa với nhà KVK 1 đây mà. Chung cuối là nhà chiến lý hoa sen, một ngôi nhà có thể nói lên niềm tự hào của anh em kỵ binh. Khi nào mà bị bắt nạt thì anh em kỵ binh sẽ có một chỗ dựa tinh thần vững chắc để có thể tiếp tục bị bắt nạt. Để từ kẻ bị bắt nạt trở thành kẻ bắt nạt thì anh em có thể đến ngay gặp Shop, nơi trung gian mua bán tài khoản an toàn và uy tín nhất đa vũ trụ. Chi tiết hơn thì liên hệ mình theo thông tin ở phần đầu kênh nha. Chỉ huy thì chiến tướng mạnh nhất của bot này đang là William Wallace, với bộ trang bị 8/8 món talent, bao gồm 2 món lẻ, 2 món trinh phạt và 2 món trong set đế chế. Trang bị theo đó là 2 trang sức sừng và dao, biểu trưng thì đa số ở level 2, level 3 rồi. Vũ trang thì đang có 25% chỉ số đi kèm với tàn bạo tăng tấn công. Ở đây thì có một mảnh vũ trang tím cơ mà chỉ số tốt quá nên là bot vẫn dùng, tiếc là chưa có minh văn huyền thoại. Đứng thứ 2 đó là Nesky, cũng là một set 8/8 món talent, biểu trưng thì rất đa dạng chủng tộc, có đủ từ level 1 tới level 5. Set này thì quá quen thuộc với anh em kỵ binh rồi, 4 món trong set và 2 món lẻ, combo dễ chơi dễ trúng thưởng. Vũ trang thì bot đang có 20 văn huyền thoại, 20 văn hiếm và tầm 31% chỉ số nếu mà tính cả việc quy đổi thiệt hại ra tấn công. Cân bằng này thì đã chống lại sát thương trừng phạt, trên 8% nộ thì gây thêm sát thương, thợ săn thì tiếp tục khuếch đại sát thương kỹ năng, cái này là quá quốc dân rồi. Anh ba hoặc cứu bệnh thì đang có một set là 6/8 món talent. Set này thì lại là một biến thể khác với set của Nesky, khi mà lúc này chúng ta sẽ bỏ 2 món trong set địa ngục thay bằng 2 món trinh phạt. Set này thì vẫn giữ được bản chất là cộng nhiều máu, nhưng mà chỉ số được khuếch đại lên nhiều hơn nhờ sự vượt trội của các món đồ trinh phạt. Vũ trang của hoặc cứu bệnh rất sạch sẽ, chưa hề bị vấy bẩn với bất kỳ loại thuộc tính lạc loài nào. Chỉ số thì có tận 12% máu trong tổng 31%, bonus thêm cái thợ săn nữa. Đáng sợ thì tăng 1% mọi sát thương, ẩu đả thì tăng 2,5% sát thương kỹ năng, thợ thủ công tiếp tục tăng 3% sát thương kỹ năng. Một bộ vũ trang thuần sát thương rất hợp với một chủ lực đánh nhanh diệt gọn nhiều hoặc khứ bệnh. Vị tướng tiếp theo là Quan Vũ với 6/8 món talent. Set này thì điểm đáng chú ý đó là 2 món trang sức sừng và trống. Với hướng build này thì Quan Vũ sẽ đánh trống khua chiêng, làm khung làm điên. À không, ý mình là làm cho kẻ thù sập điện tắt nguồn liên tục bởi những đợt quạt trả đi kèm với hiệu ứng khóa mõm rất khó chịu. Và còn đó là bắp thêm nộ cho đồng minh nữa. Vũ trang của Quan Vũ thì cũng tương tự, gọn gàng với 30% chỉ số. Thợ săn thì không cần nói rồi, riêng vừa vặn thì tăng máu, gái góc tăng tấn công, đổi hướng thì giảm sát thương kỹ năng hứng chịu. Đến với Ngoại Long Tiên Sinh có vẻ như là bot thích số chẵn, 08 thì phải là 6, 06 thì phải là 8. Nãy giờ đây là set thứ 4 có 6 món talent rồi, tất cả đều ở mức level 2 biểu trưng. Nếu mà lên level 3 thì sẽ mang được thêm nhiều quân hơn, đồng nghĩa với sát thương đầu ra sẽ lớn hơn. Vũ trang rất quen thuộc vẫn là thợ săn, vẫn là 30% chỉ số, đi kèm đó thù hận tăng nộ khi mà đội quân ít máu, chiến lược tăng thêm sát thương khi swarm.
Hình như là bốp có bí quyết nâng vũ trang thì phải. Từ nãy giờ thì cứ công thức là 30% chỉ số cộng một thợ săn cộng một vài minh văn để bắp thêm chỉ số nữa. Ảo thật đấy. Lấp ló sau đó là Asu. Set này thì tương tự như là gia cát lượng biểu trưng level 1. Đặc biệt thì bốp chơi rất đa dạng các trang sức. Trên kia thì Quan Vũ múa chống khua chiêng, dưới này thì anh Asu thả lưới bắt cá hai tay. Lưới Mora sẽ gây đi bắp giảm thủ của kẻ thù. Qua đó thì mục tiêu như cá nằm trên thớt rồi. Vũ trang thì tầm 28% chỉ số, có thêm trừng phạt tăng sát thương thường. Bộ này thì đánh đồng vẫn cứ là ổn áp anh em ạ. Chưa dừng lại ở đó, hạng vũ thì với một set địa ngục cơ bản 3/8 món. Trang sức là nhẫn và báo thù. Vũ trang thì đang ở tầm 26% chỉ số, có thêm 2,2% tốc độ chạy để hạng vũ chạy cho lẹ, chứ không là bị mấy anh bộ binh dí cây kiếm vào người ngay. Bonus thêm cuồng chiến để tăng nộ khi ra kỹ năng. Mặc giáp tăng phòng thủ, chiến lược tăng sát thương khi bị sầu oam, chiến đấu thì tăng sát thương thường. Set này tuy có vẻ hơi cá đuối so với các đạo quân ở trên, nhưng đây vẫn là cá mập với những anh em cày chay như chúng mình. Mà để cày chay sao cho hiệu quả thì anh em có thể theo dõi những giáo án mới lạ mà chuẩn sách giáo khoa của chúng mình bằng cách để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực sản xuất những content hay ho hơn nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Với các bot thì việc nuôi một ông thần giữ cửa chưa bao giờ là sai cả. Bot có Hera mặc sẵn vũ trang ở đây rồi. Set này thì nhồi mít chúc nên là chỉ số không kén chọn. Nhạc nào cũng nhảy hết anh em ạ. Minh văn khỏe mạnh thì bắt thêm máu, sôi máu thì tăng sát thương kỹ năng, gai góc tăng tấn công, táo bạo tăng sát thương kỹ năng nữa. Như vậy thì Hera sẽ đảm nhiệm vai trò gác cổng giữ nhà cùng Jisung Shin mỗi khi bot mang 7 đạo quân ra ngoài đồng. Dưới này thì còn có Sagong, đôi bạn cùng lùi mẹ Bailey. Vũ trang như này thì đúng là không tính tiền rồi. Điểm lại gian tướng của bot thì chúng ta có CPOA thì vẫn chưa được triệu hồi. Chốc thì 5511, Pyhurt 5543, Zeno 5215, Harak 5541. Còn lại thì bot mark hết. Với set đồ như hiện tại và 2975 đang là Kingdom Set A rất mạnh, nên bot có thể làm key đép phụ với Gogo Hera. Còn Rally thì thôi, dù sao thì thế mạnh của tài khoản này là mảng open field anh em ạ. Cung thủ thì bot có Asu với Gia Cát Lượng là hai chủ lực mạnh nhất. Thutmose thì gần max rồi. Cyrus 5551. Henry thì mức kỹ năng này chưa dùng được. Dido thì cũng tương tự. Nói chung thì về mảng cung thủ thì tài khoản này không khỏe để làm key, nhưng đánh đồng thì vẫn cứ gọi là thịt kho cháy khét luôn. Kỵ binh thì sao? Kỵ binh thì đang có 3 key thủ, 3 key công, bot chưa lên. Vậy thì rõ ràng đây là một tài khoản định hướng đánh open field rồi, dồn mọi nguồn lực vào các tướng đánh đồng. Đúng là người chơi hệ open field mẫu mực, ai làm key thì cứ làm key, còn mình thì cứ tập trung vào nhiệm vụ đánh field sao cho tốt. Cuối mùa lỡ ngớ lại được kinh thưởng. Về phần tướng công trình thì bot đang không quan tâm lắm, không thích lối chơi tà đạo nên là không chơi. Đây là đội hình gia quân của bot. Chúng ta có Quan Vũ CPO. Đây là một cặp bộ quốc dân công thủ toàn vẹn, đi bắp siêu khủng khiếp rồi. Tiếp theo là William Wallace và Lưu Triệt thì là một trong những chủ lực gây sát thương diện rộng đáng sợ. Sát thương rất đột biến mà trừ nộ diện rộng các kiểu nữa. Tiếp theo thì là anh em cây khế Asu Nebu. Cặp cung này chạy nhanh, đem diện rộng kiếm kill khá là ổn áp, mà sát thương target vào một mục tiêu cũng không phải dạng vừa anh em ạ. Sau đó là Gia Cát Lượng Herman. Cặp này càng khủng khiếp hơn nữa ở mảng sát thương diện rộng, chưa kể đi bắp độc nữa nên là sát thương dồn vào rất khó lường. Ba slot cuối cùng là ba cặp kỵ Nesky, Joan P, Hoắc Khứ Bệnh Bailey và hạng vũ William. Kỵ thì chạy nhanh nên là bot xếp ở ba hàng cuối là hợp lý rồi. Ba cặp này gần như là mạnh nhất trong dàn kỵ binh hiện tại. Ghép cặp cũng khá linh hoạt khi chúng ta có thể thay thế các vị chỉ huy phụ với nhau, chẳng hạn như là Hoắc Khứ Bệnh, Joan P, Nesky Bailey hay là hạng vũ Bailey chẳng hạn. Tùy sở thích và lối chơi của mỗi người thì chúng ta có cách ghép cặp khác nhau. Nếu mà là mình thì mấy đạo khác sao cũng được, riêng Hoắc Khứ Bệnh và Joan P thì nên đi cùng nhau. Tổng quan lại thì ở map KvK này tuy 2975 pound chỉ có 10 tỷ nhưng mà điểm tiêu diệt lên đến tận là 900 tỷ. Một con số nói lên sức mạnh khủng khiếp của 2975. 2748 thì sức mạnh 13 tỷ, còn điểm tiêu diệt lên đến hơn 1000 rồi anh em ạ. Đây có thể nói là 2 trong 3 vương quốc Sid A mạnh nhất của cộng đồng Việt Nam rồi. Nên là nếu mà anh em nào có nhu cầu về 2975 thì anh em có thể chủ động liên hệ R4 nha. Tới đây thì video review tài khoản của bot Linh Hồng, một chiến thần hủy diệt open field với những đạo meta mạnh mẽ cũng đã kết thúc rồi. Nếu bạn muốn mình review thêm các tài khoản hay ho và thú vị hơn nữa thì cứ tự nhiên mà comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.